ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đang tích trữ thuốc và sử dụng tùy tiện cho con. Trong khi đây là đối tượng dễ bị tổn thương đến sức khỏe nếu sử dụng thuốc không đúng cách. Do đó, các bác sĩ đã khuyến cáo các phụ huynh không nên tự mua thuốc và sử dụng các loại thuốc kháng viêm, methylprednisolone và corticoid cho trẻ em. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng, nhiều F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cũng sử dụng thuốc, đặc biệt trẻ em dưới 12 tuổi cũng sử dụng. Việc sử dụng thuốc tùy tiện rất nguy hiểm, có thể xảy ra các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông khuyến cáo với trẻ em khi bị nhiễm COVID-19, các gia đình cần phải theo dõi trẻ thường xuyên. Khi trẻ chưa có biểu hiện gì thì chỉ cần theo dõi sức khỏe, ăn uống bổ sung và xúc họng bằng nước xúc họng mà Bộ Y tế đã khuyến cáo. Trong trường hợp trẻ có biểu hiện gì thì chỉ cần điều trị biểu hiện đó. Ví dụ trẻ ho thì cho dùng thuốc điều trị ho, sốt cao 38,5 độ thì dùng thuốc hạ sốt. Chủ yếu không để trẻ bị mất nước, duy trì chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao theo tùy thể trạng. Với những trẻ bị béo phì, mắc COVID-19, có nguy cơ chuyển nặng cao hơn, gia đình cần phải theo dõi và chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi điều trị. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc, phải điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ.